chuyên xa như cổ xe tăng của Tổng thống Putin. Nặng hơn 6 tấn và trang bị công nghệ chống đạn, chiếc limousine Oruch Senat bảo vệ an toàn cho Tổng thống Putin trong mọi chuyến đi, không khác gì một cổ xe tăng. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 9 mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trải nghiệm chiếc limousine cao cấp Oruch Senat của mình khi hai lãnh đạo tham quan Vostochny Cosmodrome, sân bay vũ trụ hiện đại nhất của Nga ở vùng Viễn Đông. Chiếc Oruch Senat bọc thép này là phương tiện di chuyển chính của ông Putin kể từ năm 2018, khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư. Nó thay thế cho chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman do Đức sản xuất mà lãnh đạo Nga sử dụng trước đó. Thế giới lượt 7, ngày 16 tháng 9 năm 2023, 5 giờ, GMT 7. Chuyên xa như cổ xe tăng của Tổng thống Putin. Nặng hơn 6 tấn và trang bị công nghệ chống đạn, chiếc limousine Oruch Senat bảo vệ an toàn cho Tổng thống Putin trong mọi chuyến đi, không khác gì một cổ xe tăng. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 9 mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trải nghiệm chiếc limousine cao cấp Oruch Senat của mình khi hai lãnh đạo tham quan Vostochny Cosmodrome, sân bay vũ trụ hiện đại nhất của Nga ở vùng Viễn Đông. Chiếc Oruch Senat bọc thép này là phương tiện di chuyển chính của ông Putin kể từ năm 2018, khi ông nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư. Nó thay thế cho chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman do Đức sản xuất mà lãnh đạo Nga sử dụng trước đó. Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi lên chiếc limousine của ông Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome ở vùng Viễn Đông, Nga ngày 13 tháng 9. Xe do Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Nhà nước Nga, NAMI, phát triển và được sản xuất bởi thương hiệu xe sang Oruch Motors của Nga. Chiếc xe được thiết kế đặc biệt cho Tổng thống Putin và khiến ông trở thành lãnh đạo Nga đầu tiên sử dụng ô tô được phát triển và chế tạo trong nước. Toàn bộ quá trình phát triển chiếc Oruch Senat mất khoảng 5 năm. Cổ xe bọc thép này dài khoảng 6,6m và nặng khoảng 6,5 tấn, trang bị động cơ V8 4,4 lít với công suất 598 mã lực và hệ thống hộp số tự động 9 cấp. Nội thất của Oruch Senat được thiết kế bằng gỗ bóng và da màu trắng hoặc nâu vàng, cùng hệ thống thông tin giải trí hiện đại. Khoang sau có ghế ngã và màn hình giải trí riêng. Thiết kế nội thất và ngoại thất được lấy cảm hứng từ nhiều nhà sản xuất xe hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes-Benz và Chrysler. Người ngồi trên xe cũng có thể xem trực tiếp hình ảnh xung quanh thông qua hệ thống camera quan sát thời gian thực tiên tiến. Xe còn có tủ lạnh đựng rượu champagne và rèm cửa. Theo truyền thông Nga, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 6 giây. Trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h, xe có thể tự nhận diện biển báo giao thông và tự hạn chế tốc độ khi cần để đảm bảo an toàn. Khi đối mặt với một vụ va chạm không thể tránh khỏi, chiếc Oruch Senat có thể tự động dịch chuyển ghế hành khách tới vị trí an toàn hơn, thắt tất cả dây an toàn và đóng toàn bộ cửa sổ. Trong trường hợp khẩn cấp, phần cốp sau xe được mở ra từ bên trong, cung cấp thêm một lối thoát cho hành khách. Oruch Senat gây ấn tượng với tính năng an toàn tối đa. Thân xe được bọc giáp có khả năng chống đạn xuyên giáp, đạn bắn tỉa và các loại lựu đạn. Kính xe là kính cường lực dày 6cm có thể chống đạn, hệ thống khí nén bên trong xe chống lại được các vụ tấn công bằng chất độc hóa học. Lốp xe được chế tạo đặc biệt để ngay cả khi bị trúng đạn, nó vẫn có thể chạy được để đưa lãnh đạo tới nơi an toàn. Lái xe nhiều khả năng là thành viên dày dặn kinh nghiệm của lực lượng đặc nhiệm Nga, có khả năng phản ứng mau lẹ, sử dụng vũ khí thuần thục, cũng như kỹ năng điều khiển xe điêu luyện. Điểm đặc biệt của thiết kế này là ngay từ đầu nó đã được chế tạo như một cổ xe tăng, Frank Gerard Hugert, giám đốc điều hành của Oruch Motors, nói. Theo trang web của hãng, Oruch Senat có khả năng chống đạn ở mức VR8, VR1O, được công nhận là tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Oruch Senat cũng được trang bị một số vũ khí tấn công, song không có thông tin chi tiết và chủng loại và năng lực vũ khí. Ngoài ra, xe còn có khả năng nổi khi bị ngập hoàn toàn trong nước, được lấy cảm hứng từ công nghệ tàu ngầm của Nga. Người Nga gọi Oruch Senat là hầm trú ẩn di động, do khả năng bảo vệ yếu nhân trên xe ở mức tối đa. Chiếc limousine Oruch Senat của Tổng thống Putin trong chuyến công du tại Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7 năm 2018. Moscow Times cho biết ông Putin có hai chiếc Oruch Senat, trong đó một được sử dụng cho các hoạt động thường ngày và một dùng làm xe dự phòng.
lãnh đạo Nga thường dùng xe này trong các chuyến công du nước ngoài. Trong các chuyến công tác của ông Putin, chiếc Oruch Senat được vận chuyển bằng vận tải cơ Ilyushin IL-76. Đoàn xe của Tổng thống Nga thường được hộ tống bởi xe mô tô Ural hoặc BMW, cùng nhiều xe hỗ trợ khác. Ông Putin từng sử dụng chiếc Oruch Senat ở Helsinki, nơi ông gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm 2018. Nhiều người quan sát cho rằng xe bọc thép Oruch Senat của ông Putin có thể là đối thủ ngang tầm với chuyên gia quái thú của ông chủ Nhà Trắng.